Dự báo thời tiết 29 tháng 1, miền Bắc đầu tuần nắng ấm, cuối tuần đón không khí lạnh yếu. Theo bản tin dự báo thời tiết, từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Từ hôm nay đến hết tháng 1, miền Bắc sáng sớm có sương mù, trưa chiều nắng 22 đến 24 độ C, thuận lợi cho các hoạt động sắm Tết. Hôm nay, cả miền Bắc nắng nhẹ về chiều, nền nhiệt lúc 13 giờ, nhiều nơi tăng lên trên 20 độ, lạnh chỉ còn về đêm và sáng. Nguyên nhân là khối không khí lạnh tăng cường vào đêm thứ 6, đã suy yếu và lệch nhiều về phía biển, trong khi vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông. Cơ quan khí tượng cho biết, ngày 28 tháng 1, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, sương mù nhẹ xảy ra vào buổi sáng, làm tầm nhìn xa bị giảm xuống dưới 1 km. Nhiệt độ tại Hà Nội khoảng 17 độ, Sapa, Lào Cai, 9 độ. Đến trưa và chiều, miền Bắc trời chuyển nắng, cao nhất 22 đến 24 độ, riêng vùng Lòng Chảo ở Lai Châu, Điện Biên, lên 25 đến 27 độ C, thuận lợi cho các hoạt động của ngày ông Công, ông Táo. Kiểu trời ít mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng 22 đến 24 độ, lạnh về đêm và sáng, sẽ duy trì đến hết tháng 1. Đến khoảng ngày mùng 1 tháng 2, một đợt gió mùa đông bắc yếu tràn xuống, miền Bắc sẽ có mưa và rét ngắn ngày, sau đó sẽ lại quay về tiết trời nắng ấm, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, đón Tết. Hôm nay mưa miền Trung giảm nhanh, do khối không khí lạnh suy yếu. Ngày thứ 2, ngày 28 tháng 1, từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây vào buổi sáng, đến trưa chuyển nắng 24 đến 26 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nắng sớm, cao nhất ngày 28 đến 31 độ C. Dự báo từ nay đến trước ngày mùng 1 tháng 2, khi không khí lạnh chưa về, miền Trung duy trì trạng thái nắng ráo. Nam Bộ và Tây Nguyên, những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2, tiếp tục nắng. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên khoảng 15 đến 18 độ, cao nhất 29 đến 70 cục 2 độ. Nam Bộ thấp nhất 21 đến 24 độ, cao nhất 33 đến 35 độ C. Nắng nóng từ 35 độ trở lên, xảy ra cục bộ ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán từ 2-3 tháng Chạp đến mùng 2 Tết. Nhận định xu thế thời tiết, phục vụ dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Theo bản tin dự báo thời tiết, từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Từ ngày 28 tháng 1 năm 2019 đến ngày mùng 6 tháng 2 năm 2019, tức ngày 23 tháng Chạp đến mùng 2 Tết. Khu vực Bắc Bộ. Ngày 28 tháng 1 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 29 tháng 1 đến ngày mùng 6 tháng 2, có mưa vài nơi, riêng các ngày 29, ngày 30, khả năng chịu ảnh hưởng của hội tụ rãnh gió Tây trên cao, nên có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sau có mưa vài nơi, từ ngày mùng 2 tháng 2, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét, nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Khu vực Trung Bộ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, từ ngày 29 trời lạnh. Từ ngày mùng 1 tháng 2 đến ngày mùng 6 tháng 2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông, nên có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 1, sau có mưa vài nơi, phía Bắc trời lạnh. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Ngày 28 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày mùng 1 tháng 2 đến ngày mùng 6 tháng 2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông, nên phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 1, sau có mưa vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Từ ngày 28 tháng 1 đến ngày mùng 6 tháng 2, 25 tháng Chạp đến mùng 2 Tết, phổ biến không mưa, ngày trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tin cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Hiện nay, ngày 28 tháng 1, không khí lạnh đang suy yếu dần. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên trong ngày hôm nay, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Từ đêm nay gió yếu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 1. Dự báo thời tiết cho các khu vực trong cả nước,
đêm 28 và ngày 29 tháng 1 năm 2019. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm từ 50 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu có nơi trên 27 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm từ 53 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26, có nơi trên 26 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mưa vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 55 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26, có nơi trên 27 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, 3, độ ẩm từ 50 đến 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, phía Nam 28 đến 31 độ C. Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, 3, độ ẩm từ 40 đến 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, 3, độ ẩm từ 40 đến 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Hà Nội, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm từ 55 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ C. Dự báo thời tiết biển đêm 28 và ngày 29 tháng 1 năm 2019. Trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh thịnh hành trên khu vực Biển Đông, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, 4. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, 5. Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, 8. Từ ngày mai gió giảm dần, biển động. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây đêm nay cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây đêm nay cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, 4.
hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.